Suvina hướng dẫn xử lý vặn vòi bình xịt để không bị giò nước. Nguyên nhân là khi vặn vòi chưa chặt, hoặc đầu vòi có vướng dị vật gây khe hở làm giò nước. Cách khắc phục là vặn chặt vòi xịt. Khi muốn chỉnh chế độ xịt phun sương hoặc tia nước chỉ vặn đầu vòi, không vặn thân vòi. Nếu khi vặn chặt vòi mà vẫn bị giò nước, hãy vặn mở đầu vòi để kiểm tra. Làm sạch đầu vòi và vặn lại như cũ. Suvina trân trọng cảm ơn và hân hạnh phục vụ.